Bộ phim Liễu Chu Ký do Trương Vãn Ý và Vương Sở Nhiên đóng chính bắt đầu lên sóng từ ngày 12 tháng 8. Sau khi 4 tập phim đầu tiên lên sóng, Liễu Chu Ký nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Tuy nhiên, đến khi bộ phim được mở điểm để khán giả đánh giá trên nền tảng Douban, thì Liễu Chu Ký lại được chấm đến 8 điểm, một số điểm cao và gây bất ngờ với khán giả. Cùng Cbiz Phim đánh giá thử xem Liễu Chu Ký thật sự có phải là một bộ phim đáng xem hay không nhé. Sơ lược nội dung của Liễu Chu Ký. Liễu Chu Ký là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường do Vương Sở Nhiên đóng. Con gái của một gia đình quan lại đang lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành cho một thương nhân tên là Thôi Cửu. Nhưng giữa đường rước dâu, sự cố lại xảy đến khi Liễu Miên Đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành áp trại phu nhân của một tên phản tặc. Thế nhưng, đây chỉ là một vở kịch, thân phận thật sự của Liễu Miên Đường chính là đại đương gia của bang thổ phỉ này. Từng nhiều lần đối đầu bất phân thắng bại với Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu do Trương Vãn Ý đóng. Nhưng sau một biến cố nọ, Liễu Miên Đường bị trọng thương nặng tới mức hôn mê mấy tháng liền. Đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ được những gì xảy ra sau khi gả chồng, nên đã lầm tưởng Hoài Dương Vương là người chồng tên Thôi Cửu mà mình đã gả trước đó. Hoài Dương Vương dù biết rõ mọi chuyện, nhưng y vẫn quyết định giả làm thương nhân Thôi Cửu, lợi dụng Liễu Miên Đường để làm mồi nhử cho mục đích của mình. Thời gian dần trôi qua, Thôi Hành Chu dần đem lòng yêu người vợ hờ Liễu Miên Đường, nhưng lúc này, Liễu Miên Đường cũng vô tình biết được người chồng hiện tại của mình không phải là Thôi Cửu thật sự, khiến cho Hoài Dương Dương phải đau đầu nghĩ cách truy thê vất vả. Cũng kể từ đây, những bí mật động trời đang ẩn giấu phía sau sơn trại thổ phỉ kia cũng dần được hé lộ. Ở những tập đầu tiên, Liễu Chu Ký có khởi đầu khá nhẹ nhàng, tập trung vào cuộc sống vợ chồng giả của Liễu Miên Đường và Thôi Hành Chu. Cả hai không ngừng dò hỏi về thân phận của đối phương, giấu đi sự nghi ngờ nhau. Một vài miếng hài cũng được thả trong cuộc đối thoại của cặp vợ chồng hờ này hoặc khi nói chuyện với hàng xóm, đã đem tới nhiều tiếng cười nhẹ, dễ chịu cho phim. Trang phục và bối cảnh phim không cầu kỳ, mộc mạc nhưng vẫn đẹp mắt. Những tập đầu, Thôi Hành Chu và Liễu Miên Đường chỉ giả vờ chung sống, chưa có tình cảm nên phản ứng hóa học cũng không bùng nổ, chỉ ở mức dưới trung bình. Điều này khá dễ hiểu. Khi phim chuyển tới tình tiết Miên Đường theo Hành Chu xuất trinh, đây mới là lúc khán giả trông đợi sẽ tràn ngập đường từ cặp đôi chính. Liễu Chu Ký không gây bão quá nhiều mạng xã hội, nhưng phim có tệp khán giả theo dõi ổn định, luôn duy trì thứ hạng trong top 10 ở các bảng xếp hạng lượt xem, chỉ số truyền thông của phim và nhân vật. Vương Sở Nhiên quá hợp vai Liễu Miên Đường. Khi Liễu Chu Ký lên sóng, thành tích mở màn của phim khá bình thường do cả hai diễn viên không có lượng fan cá nhân đông đảo ủng hộ. Tác phẩm văn học mạng gốc Kiều Tàng cũng không phải quá nổi trội nên không có lượng fan nguyên tác lớn dõi theo. Tuy nhiên, Vương Sở Nhiên đã gây ấn tượng lớn với người xem phim bởi thần sắc của mình. Tên nguyên tác Kiều Tàng vốn dựa trên thành ngữ Trung Quốc Kim Ốc Tàng Kiều, có nghĩa là giấu mỹ nhân trong nhà. Vương Sở Nhiên được đánh giá là mỹ nhân cổ trang xinh đẹp, rất phù hợp với thành ngữ này. Từ cảnh đầu tiên mà cô xuất hiện, không cần tới thoại hay lời dẫn chuyện, một cái quay đầu cười của nữ diễn viên đủ để khán giả hiểu đây là mỹ nhân tuyệt sắc. Liễu Miên Đường được nhận xét là vô cùng xinh đẹp, đến mức ra đường sẽ có nam nhân trên phố liếc mắt đưa tình, đến nữ tử cũng phải ngoảnh đầu nhìn. Xuyên suốt quá trình phim phát sóng, Vương Sở Nhiên khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp yêu kiều ngọt ngào. Trong những tập đầu, nhân vật nữ chính Liễu Miên Đường do cô thủ vai có vẻ đáng yêu, hồn nhiên bởi mất trí nhớ. Về sau, Liễu Miên Đường lại trở thành một người phụ nữ xinh đẹp thông minh thể hiện tài buôn bán, dù sởi lời niềm nở nhưng vẫn quyết đoán khi cần thiết. Qua từng tập của Liễu Chu Ký cũng cho thấy diễn xuất tiến bộ của Vương Sở Nhiên. Biểu cảm tự nhiên, đôi mắt cũng long lanh, linh động. Vai diễn Liễu Miên Đường rất phù hợp với Vương Sở Nhiên bởi có đủ sự biến chuyển trong tâm lý nhân vật để cô khai thác, dịu dàng, trang nhã có, kiên quyết, thông minh có, kiềm nén bi thương có. Bộ phim Liễu Chu Ký đã giúp Vương Sở Nhiên vực dậy tên tuổi sau cú ngã đau trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi một năm trước. Những bài đăng mới của Vương Sở Nhiên cũng nhận về nhiều lời khen ngợi nhan sắc. Có thể thấy, cô đã lấy lại được hình ảnh mỹ nữ cổ trang có nhan sắc có diễn xuất và đón nhận nhiều phản ứng tích cực hơn từ cư dân mạng. Trương Vãn Ý gây tranh cãi về diễn xuất. Khi Liễu Chu Ký công bố dàn diễn viên chính, khán giả cho rằng Trương Vãn Ý sẽ là nhân tố chính giúp phim tạo sức hút bởi anh vừa có một tác phẩm khác cũng rất thành công là Trường Tương Tư. Không những thế, Trương Vãn Ý còn là cái tên được đánh giá cao hơn về năng lực diễn xuất so với Vương Sở Nhiên. Nhưng ở những tập đầu của phim, mọi sự chú ý nghiêng về nữ chính Vương Sở Nhiên cùng các diễn viên phụ. Còn nam chính Thôi Hành Chu của Trương Vãn Ý lại không để lại quá nhiều ấn tượng, thậm chí anh còn bị chê rất nhiều về khả năng diễn xuất. Cộng đồng mạng tỏ thái độ khó chịu với vẻ ngu ngơ, khuôn mặt cứng đờ,
đôi mắt vô hồn của Trương Vãn Ý ở những cảnh Thôi Hành Chu giả vờ làm chồng hờ của Liễu Miên Đường. Nhân vật Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu của Trương Vãn Ý được xây dựng hình tượng là vị tướng lĩnh tài ba, mưu lược, tính cách lạnh lùng và quyết đoán. Tuy nhiên, diễn xuất của Trương Vãn Ý không thể giúp khán giả hình dung ra một vị tướng quân tài giỏi như trong tiểu thuyết miêu tả. Trong nhiều cảnh quay, diễn xuất của nam diễn viên bị khán giả xứ Trung nhận xét là khoa trương, không tự nhiên. Khả năng diễn xuất bằng mắt của Trương Vãn Ý trong Liễu Chu Ký bị đánh giá là thụt lùi so với vai Thương Huyền trong Trường Tương Tư. Bên cạnh đó, một số khán giả còn cảm thấy Trương Vãn Ý không có quá nhiều sự mới mẻ, ngoại hình cũng gần như không thay đổi so với nhân vật Thương Huyền trong Trường Tương Tư. Bất ngờ được chấm 8,0 điểm trên Douban. Sau khi phát sóng được hơn 2/3 chặng đường, đến ngày 30 tháng 8, bộ phim đã được mở điểm đánh giá trên nền tảng Douban, nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Liễu Chu Ký bất ngờ nhận được số điểm 8.0 với hơn 27.000 lượt đánh giá, trở thành bộ phim ngôn tình cổ trang Hoa ngữ có điểm Douban cao nhất tính từ đầu năm 2024 đến nay. Rất nhiều phim hot của năm 2024 có điểm Douban thua Liễu Chu Ký, điển hình như Độ Hoa Niên chỉ đạt 6,7 điểm. Trường Tương Tư phần 2 từ 6,6 giảm xuống còn 6 điểm, Mặc Vũ Vân Gian đạt 6,9 điểm, Tích Hoa chỉ đạt 6,7 điểm, Hoa Gian Lệnh đạt 5,5 điểm. Ngoài ra, phim còn cán mốc 27.000 điểm nhiệt trên nền tảng phát sóng Tencent, gia nhập câu lạc bộ phim đáng xem của nền tảng. Có thể nói bộ phim đã có sự trở mình vô cùng ngoạn mục. Thời điểm mới bắt đầu phát sóng, phim bị cộng đồng mạng soi từ diễn xuất của Trương Vãn Ý đến phản ứng hóa học của hai diễn viên hay nội dung không hấp dẫn. Nhưng càng về sau, Liễu Chu Ký càng có nhiều tình tiết lôi cuốn, đẩy mạch phim lên cao trào. Cộng đồng mạng nhận xét, yếu tố giúp phim đảo ngược tình thế là nhờ phản ứng hóa học bùng nổ của hai diễn viên và diễn xuất ngày càng mượt của Trương Vãn Ý. Bên cạnh đó, diễn xuất của Trương Vãn Ý được nhận xét là có tiến bộ so với thời điểm phim mới phát sóng. Trong các tình tiết huống gây cười, nét diễn dí dỏm, hài nhưng không lố của anh tạo cảm giác thư giãn cho người xem. Biểu cảm và diễn xuất bằng mắt của Trương Vãn Ý trong các phân cảnh bi thương khiến vai diễn có chiều sâu hơn, tạo sức hút tương phản cho nhân vật Thôi Hành Chu. Thường Hoa Sâm, Lưu Lệnh Tư gây chú ý. Nhờ bước đệm của Nhất Niệm Quan Sơn, Thường Hoa Sâm trở thành gương mặt trẻ triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Anh được các nhà sản xuất giao cho các vai thứ chính quan trọng trong các dự án lớn. Với vai Hoàng Tôn Tử Du trong Liễu Chu Ký, Thường Hoa Sâm tiếp tục tạo dấu ấn mới trên con đường sự nghiệp. Trong Liễu Chu Ký, nhân vật Hoàng Tôn Tử Du là người có nội tâm phức tạp, mâu thuẫn. Một bên, Tử Du sẵn sàng vì mọi thứ để giành lấy ngai vàng. Một bên, anh lại dành tình cảm thật lòng cho Liễu Miên Đường. Chính sự mâu thuẫn luôn phải giằn xé giữa hai tham vọng và tình cảm tạo nên sức hút cho nhân vật này. Sở hữu chiều cao 1m84, cùng gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén, Thường Hoa Sâm nhận nhiều lời khen trong Liễu Chu Ký. Truyền thông xứ Trung cũng đánh giá cao hai dự án mới của Thường Hoa Sâm là Bạch Nguyệt Phạn Tinh và Ám Hà Truyện. Dù chỉ góp mặt với vai trò nam phụ nhưng các nhân vật mà anh đóng đều có hình tượng rất hay, hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ. Trong Liễu Chu Ký, Lưu Lệnh Tư vào vai Hạ Chân, một nàng tiểu thư cành vàng lá ngọc, dịu dàng đoan trang. Hạ Chân chính là bạn thân của Liễu Miên Đường, đã nhiều lần giúp đỡ và thúc đẩy tình cảm cho cặp đôi chính. Lưu Lệnh Tư còn là nghệ sĩ đa tài khi có thể cân được cả ba mảng, hát, nhảy và diễn xuất. Trước khi bén duyên với màn ảnh, Lưu Lệnh Tư xuất thân là sinh viên xuất sắc khoa nhạc kịch của Học viện Hí kịch Trung ương. Cô được khán giả biết đến khi trở thành thực tập sinh chương trình tuyển chọn Idol Thanh Xuân Có Bạn Hai. Khác với phong cách dịu dàng, đoan trang trên màn ảnh, phong cách thời trang đời thường của Lưu Lệnh Tư được nhận xét mang nét cá tính rất riêng. Nhìn chung, Liễu Chu Ký có kịch bản phim được nhận xét có sự thay đổi hợp lý hơn so với nguyên tác. Nhiều ý kiến cho rằng, diễn biến phim càng về sau càng hấp dẫn, lời thoại của phim cũng được trau chuốt. Ngoài những phân đoạn bị chê của Trương Vãn Ý ở đoạn đầu phim, thì càng về sau diễn xuất của cả Trương Vãn Ý và nữ chính Vương Sở Nhiên được đánh giá khá tích cực. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem bộ phim Liễu Chu Ký hay chưa? Bạn có nhận xét như thế nào về bộ phim này? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!